khám hiệu của truyền thông Nam thì Mộc xin trả lời bạn như sau: vợ em bị viêm amidan, cứ mùa đông thì cổ họng sưng khó chữa không khỏi, xin thầy đưa ra phương pháp. Thế thì với những người mà viêm họng, đặc biệt là hay vào mùa đông này, thì nó đầu tiên phải nói là sức đề kháng. Có những người mà sức đề kháng kém, khả năng chống chọi với ngoại tà xâm nhập, thì cái đường hô hấp trên thường hay bị yếu. Đặc biệt là mùa đông thì môi trường bên ngoài hàn thấp và lạnh, thì hít thở thì ít, không để ý hay hít bằng mồm. Thì chúng ta để ý xem là chỉ đơn giản là cái mũi của người châu Á và người châu Âu nhé. Mũi của người châu Âu dài hơn, lý do đơn giản là cái môi trường ở trên bên đấy thường là lạnh, cho nên là khi mà cái mũi người ta dài ấy, thì nó vách ngăn nó đi lại, nhiệt độ bên ngoài nó âm bao nhiêu, nhưng mà đi qua cái vách ngăn mũi nó dài thì đi đưa đến vào trong phổi ấy. Cái quản phổi ấy, thì là nó là nhiệt độ đủ 37 độ thì nó làm cân bằng. Vì sao người châu Á mũi ngắn? Vì lý do đơn giản là môi trường và cái nhiệt độ ở người châu Á luôn luôn là từ trên 20 độ rồi, cho nên là mũi nó ngắn là triệt tiêu. Nó chỉ cần đơn giản là vì sao là như vậy, vì nó triệt tiêu được là chỉ cần đi qua khoang mũi rất là ngắn rồi thì đã đủ được 37 độ rồi. Hay là con ruồi nó ở ngoài đảo ấy, thì cánh nó thường ngắn hơn là con ruồi ở trong đất liền. Nó là do vùng miền, địa lý, khí hậu dẫn đến tình trạng là gọi là gì ạ, những cái nước da, hoặc là những cái theo thời gian hàng nghìn năm, triệu năm thì cơ thể kiện bận vận hóa, và đặc biệt là triệt tiêu những cái gì không cần thiết. Thế thì cơ thể con người chúng ta thường là không bị những cái triệu chứng đấy, bởi vì là những cái người mà bị viêm họng nó chỉ là ở phần tối thiểu thôi, chứ không phải là ai cũng bị. Và cái việc mà vợ bạn bị viêm amidan nhiều như vậy thì nó liên quan đến cái tình trạng là sức khỏe. Hai nữa là có những người mà lúc nào dạ dày cũng bị dư axit, thức đêm muộn, uống nước ít, tập luyện kém, gan nóng cực nhiệt, gan phạm vào vị, dẫn đến trạng là dạ dày, bị là dạ dày dư axit trào ngược lên thì lúc nào cũng dễ bị viêm họng. Thế nhưng ngược lại là vì sao lại về mùa đông lại bị nhiều hơn? Lý do đơn giản là mùa đông thì khả năng kiện vận hóa nó càng kém hơn nữa. Đặc biệt là ngoài trời nó lạnh thì cái khí lực của mình đã yếu sẵn rồi thì nó hay bị như vậy. Thì cách chữa thì như nào? Thì đầu tiên là chịu khó lấy cái cây húng chanh, ngày lăm một 10 lá giã ra, cho thêm một ít muối nữa và một chút mật ong hấp vào với cơm uống nữa hàng ngày thì hỗ trợ điều trị được bệnh này. Và muốn nhanh thì liên hệ trực tiếp đến phòng khám. Xin chào.